Hôm nay mình sẽ chia sẻ món phở gà nhé. Để làm món phở gà này rất là đơn giản thôi. Các gà, con gà các bạn luộc luộc nhé. Với hành này, hành tây này, gừng này và một ít hành lá, đầu hành lá và thêm củ cải để cho cái nước dùng nó ngọt theo cái vị tự nhiên nhé. Và sau đó mình sẽ cho một ít gia vị phở bò, nó là quế, hoa hồi, thảo quả, hạt ngò và dễ ngò, các bạn rang thơm lên hoặc là nướng lên, sau đó mình sẽ cho vào sau. Còn bây giờ mình sẽ luộc trước đã để cho con gà của chúng ta nó chín đã và cái nước dùng này nó ngọt đã. Sau cái gia vị phở thì mình cho vào sau, cho ít muối vào cho nó đậm đà nhé, một chút xíu hạt lêm nữa cho ngọt đậm hơn. Chúng ta không cần phải thêm các loại xương đâu, vì từ cái nước gà này ra và tí nữa cái nọc gà thì mình lấy cái xương gà mình cho lại vào mình linh luôn. Và bây giờ mình chỉ cần đun với cho gà cái nước dùng nó sủi lên và sau đó mình hạ lửa nhỏ và mình đun khoảng 20 phút với lửa thật là nhỏ thì gà sẽ chín, để mình vớt gà ra lọc lấy thịt. Trong khi chờ đợi thì mình đi chuẩn bị phở và các nguyên liệu khác nhé. Rau ăn kèm thì rất là đơn giản thôi, các bạn dùng đầu hành lá này để chúng ta chẻ ra này và hành tây chúng ta cắt mỏng ra để chúng ta cho lên bát phở. Và các bạn có thể là dùng ít quẩy, quẩy vừa quán phở để mình ăn cùng với món này. Còn các bạn là không thích ăn quẩy thì chỉ cần như thế này thôi. Sau chúng ta đun cái nước dùng nó chín, pha lại gia vị và thêm gia vị phở và thì là mình sẽ có nồi phở bò rất là ngon thôi. À, phở gà. Đây là chẻ những cái rau này để tí nữa mình bày lên trên của bát phở nhé. Ngon lắm ạ. Đây cái mùi tàu này thì các bạn, phở bò thì không thể thiếu được. À, phở, tất cả các loại phở thì không thể thiếu được cái mùi tàu ấy nhé. Mùi tàu thì các bạn cắt thật là nhỏ nhé. Chúng ta chuẩn bị một ít chanh hoặc quất để chúng ta vắt lên bát phở khi chúng ta ăn nhé. Và thêm trái ớt nữa. Ớt thì bỏ hạt đi. Rất là tiện khi mà mình làm những cái món đơn giản như thế này. Luộc gà xong thì chúng ta chỉ cần cắt gà là chúng ta có được món ăn ngon mà. Thì chúng ta sẽ cho vào bát của chúng ta. Thế là mình xong cái phần rau rồi, bây giờ mình đi làm phở. Phở ở đây là mình mua cái phở quấn hay gọi là phở miếng ấy. Cái phở miếng này thì chúng ta sẽ cũng cắt ra. Cắt ra xong mình gỡ ra. Sau đó mình lúc nào ăn thì mình sẽ trần với nước nóng. Trần với nước nóng thì để phở nó ngon hơn và nó thành các sợi thì khi ăn thì nó ngon hơn. Còn các bạn mà mua được cái phở mà người ta bán có quán phở ấy, thì các bạn không phải cắt, người ta cắt sẵn cho mình rồi. Còn đây là chưa cắt nên mình phải tự cắt. Mỗi một bát phở thì thường thường là dùng 100g phở, cho nên các bạn cứ lượng mà các bạn mua ấy, 5 người thì các bạn mua nửa cân. Vì mình ăn cái thịt và cái nước dùng và rau là chính, cái phở này không ăn nhiều đâu ạ. Bạn nào ăn nhiều thì một bát phở thì dùng 150g, còn thường thường là gần 100g thôi ạ, đến 100g phở thôi ạ. Rồi bây giờ mình sẽ tước phở ra nhé. Đây là cái phần phở. Các bạn không có phở tươi thì các bạn có thể mua phở khô nhé. Chính là cái mì khô ấy, mì khô dạng phở ấy. Thì sau đó các bạn sẽ trần. Đây các bạn, những cái sợi phở như này thì mình sẽ tước nó ra. Nếu mà làm phở cuốn thì chúng ta sẽ bóc từng cái phở ra rồi sau chúng ta cuốn. Còn đây là phở này, để phở ăn với phở gà, ăn với bún phở nước này chúng ta cũng tước ra, nhưng không nhất thiết là phải tước từng sợi ra, hai sợi nó liền nhau cũng được, không sao hết, thì khi mình cho nước vào thì nó cũng sẽ tước ra nhé. Đấy, các bạn cứ tước như vậy đến hết.
Rước xong thì xong khi mình đi kiểm tra cái nồi gà rồi chuẩn bị để đi làm nước phở. Luộc với lửa nhỏ như vậy thì đảm bảo là gà nó không bị lứt mà nó vẫn chín. Và các bạn lưu ý là có những cái phần nước váng ấy, ở trên ấy, thì các bạn có thể bỏ đi nhé, các bạn múc, các bạn hớt đi nhé. Và khi mà gà mà nó chín vừa tới thì chúng ta sẽ vớt gà ra. Vớt gà ra để nguội rồi mình mang đi mình lọc thịt nhé. Và để kiểm tra gà chín hay chưa thì chúng ta châm vào cái đùi này, cái phần đùi hoặc là phần ức này, ức dày hoặc phần đùi dày nhất của con gà, không còn nước máu đỏ ra nữa thì là gà sẽ chín nhé. Nó ra nước trắng trong thì là gà sẽ chín. Như này là gà chín rồi, bây giờ mình vớt gà ra nhé. Nên chúng ta vớt ra để cho gà nó nguội, sau đó mình mới mang đi mình lọc thịt nhé. Cái xương này các bạn lại thả lại vào nồi và mình cứ linh như vậy và nêm nếm gia vị cho nó vừa miệng như nồi phở. Các bạn mà muốn gặm xương ấy, mà nhà mà ít người ấy, thì chúng ta sẽ không lọc nhiều mà chúng ta chỉ lọc cái phần lườn thôi, còn phần đùi và phần cánh thì chúng ta dùng để chúng ta chặt miếng cho chúng ta gặm, chúng ta ăn kèm. Chỉ cần lọc cái phần lườn và phần da để chúng ta thái thôi. Chúng ta thái mỏng thôi để khi mà chúng ta dưới nước dùng vào ấy thì nó sẽ ngấm vào từng kẽ thịt, ăn nó sẽ ngọt ngon. Chàng trứng này chúng ta cũng để chúng ta bày nhé, nên bác con gà này nhà mình nuôi thoải mái rất là ngon, vì trong của gia đình ăn cho nên chúng ta cũng không cần thiết phải lọc thịt kỹ quá, chúng ta có thể để lại chúng ta gặm hoặc là cho vào nồi nước dùng. Có cái da là rất là ngon luôn. Con gà này nó đang đẻ. Cái phần xương này mình cho vào mình ninh nhá. Còn những cái phần khác thì mình chặt để ăn miếng và bày thái mỏng để bày lên bát phở. Những quả trứng này cũng vậy, chúng ta thái, các bạn nhìn đi, nó rất là đẹp mắt luôn, thái này sau bày nên vừa đẹp vừa ngon. Vì nó không nhiều trứng nên chúng ta làm như này để bát nào mình cũng có trứng non. Chúng ta bày lên bát phở. Và bây giờ mình đi thái phần chặt phần còn lại. Đây là mình xong được cái phần chuẩn bị để lên nồi phở rồi đấy, để bày lên nồi bát phở vậy. Bây giờ mình sẽ đi lên đến cái gia vị và cái nồi nước dùng phở nhé. Bạn nhìn thấy không, cực kỳ hấp dẫn luôn khi mà chúng ta làm những cái món ăn cho gia đình như này. Đây, cái nồi nước dùng phở đây nó rất là ngon như này. Bây giờ các bạn nêm nếm lại gia vị cho mình nhé. Mình thích cái nước béo nên mình để lại một ít nước béo như vậy. Ngoài quán thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ có ngũ quả ấy, là quế, hoa hồi, thảo quả, hạt ngò và rễ ngò
như đây, những cái nguyên liệu đấy thì mình đã rang hoặc là nướng xong, mình xay nhuyễn như này rồi, mình chỉ cần cho một thìa cà phê nhỏ thôi để cho nó tạo mùi thơm. Vì nhà mình có người không thích ăn cho nên mình muốn làm như vậy để cho cái mùi phở nó vẫn có mùi thơm và cái nước phở nó vẫn mùi thơm của thảo quả và các loại gia vị nhưng nó không mùi nồng quá. Ở đây nồi nước phở này là 2 lít nhé các bạn nhé. Và bây giờ lúc trước mình đã cho muối và hạt nêm rồi, bây giờ mình nêm nếm lại gia vị xem vừa chưa. Cho thêm một chút xíu đường nhé. Và nêm thêm ít muối. Khi mà ăn thì các bạn sẽ cho thêm bột ngọt vào bát của chúng ta, bột ngọt hạt tiêu tùy theo khẩu vị của từng người mà các bạn cho nhé. Còn đây nồi nước dùng thì mình cứ chỉ cho vị ngọt, vị đậm nó vừa phải thôi. Nước mắm cũng vậy, khi mà ăn thì các bạn cho sau, chứ bây giờ cho thì người thì mức mắm mắm nó sẽ dễ bị lòng ấy. Nước mắm thì mình cũng cho sau nhé, bây giờ cho sớm quá nó sẽ bị lòng ấy, nên các bạn ăn thì các bạn sẽ tự lêm lếm vào cái nồi của cái bát của chúng ta. Quất, chanh, bột ngọt, tiêu, nước mắm tùy theo khẩu vị của mỗi người. Còn cái nồi nước dùng này nó chỉ gia vị nó vừa vặn và nó ngọt, nó đậm, nó thơm thôi. Rất là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ cứ đun thêm một lúc nữa, khoảng 15 phút nữa. Và trong khi chờ đợi thì mình sẽ đi làm cái trần cái phở nhá. Chuẩn bị một cái nồi nước thông thường nhá. Và các bạn là trần theo cái bát của chúng ta. Bát to thì chúng trần nhiều, chúng ta trần nhiều, bát ít thì chúng ta trần ít. Nước nó sôi lên là mình sẽ vớt luôn ra. Nước sôi lên chúng ta vớt luôn ra. Cho thật là ráo thì các bạn sẽ đổ ra bát nhé. Đổ ra bát như vậy. Và bây giờ mình sẽ đi bày các thứ vào để mình đút để cho nước phở vào. Bây giờ mình sẽ đến phần trình bày nhé. Trước tiên là các bạn sẽ cho mình nè. Gà này không thể thiếu được này. Thịt này, mỗi bát thì các bạn cho 1 đến 2 miếng thịt thôi, vì sau mà khi mà chúng ta ăn thì chúng ta lại có thể bày tiếp ấy. Phở cho đây không thể thiếu hành tây nhé, hành tây thái thật mỏng. Lá chanh các bạn cho cũng được, không cho cũng được nhé, vì có người ăn được, có người không ăn được, nên cái lá chanh này không bắt buộc nhé. Còn mùi tàu thì cái món này phải có, ăn nó mới ngon ạ. Mình xem và các bạn cho mình thêm một quả trứng ở giữa như vậy. Những bát khác thì cũng làm tương tự như vậy thôi. Xong rồi mình dưới nước dùng số sôi trùng sục vào là được. Làm món này tuy khó nhưng tưởng khó nhưng mà cực kỳ đơn giản luôn, khi mà chúng ta chuẩn bị sẵn hết các nguyên liệu như vậy. Cho hành tây vào. Mùi. Cái hành củng lên. Nên mình làm cho tất cả cho 5 người ăn, tất cả là 5 người ăn. Những phần khác thì các bạn bày tương tự nhé. Đợi nước dùng nó sau cho mình chỉ sẵn tưới nước dùng lên là được. Nên là mình đã chia sẻ xong được cái phần phở gà rồi đấy.